Và xin chào các bạn thú vị hôm nay là ngày thứ tư ngày 22 tháng 11 trước ngày Thanksgiving. Ngọc xin chúc cô chú anh chị em và các bạn có một ngày Thanksgiving lễ tạ ơn thật là vui vẻ ấm áp bên gia đình người thân và bạn bè của mình à, trong cái mùa Thanksgiving mùa lễ mua sắm này quý vị Black Friday Thanksgiving holiday shopping thì thường thường chúng ta mua sắm rất là nhiều mua cho mình mua cho người thân mua quà cáp này kia thì Ngọc muốn chia sẻ cái cơ hội để chúng ta có thể làm một cách nhanh gọn lẹ và lấy được 40 đồng cho những ngày mở tài khoản mới và cái điều này áp dụng cho tất cả các tiểu bang 50 state và thủ phủ Washington DC và thậm chí ở Canada và nó hết hạn quý vị nếu như quý vị chưa có tài khoản thì mở tài khoản trước ngày 30 tháng 11 giúp Ngọc nha sau ngày đó thì quý vị không có đủ điều kiện để lãnh được cái 40 đồng này và ngoài cái 40 đồng đó quý vị có thể thêm cái phần cashback ok thì mỗi lần mua sắm online hoặc là vào uh, store mình mua cũng được mình được cashback có thể 2 phần trăm 3 phần trăm là bình thường nhưng mà mùa lễ này á, thì họ cho 10 phần trăm 15 phần trăm thậm chí là 20 phần trăm hoặc là 78 hay là 12 phần tùy theo cái 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 store quý vị nha thì đó là cái nội dung đầu tiên mà Ngọc muốn chia sẻ cái cách để chúng ta có thể làm và mỗi năm như vậy trong cái mùa này Ngọc đều làm video nếu như anh chị nào mà đã nhận được tiền thì Ngọc xin chúc mừng cho những cái lần trước nếu như chưa thì đây là cái cơ hội nhanh gọn lẹ lắm quý vị và cái nội dung thứ hai Ngọc muốn chia sẻ cho quý vị là Ngọc muốn cập nhật là má Ngọc đã nhận được 350 đồng từ cái uh, nhà băng Capital One theo cái chương trình uh, bonus của họ dành cho những ai mở tài khoản mới và trong vòng 75 ngày kể từ ngày mở tài khoản mới quý vị chuyển vào hai lần tiền mỗi lần như vậy là hai trăm rưỡi trở lên ví dụ như Ngọc chuyển vào hai trăm rưỡi và một lần nữa là Ngọc chuyển vào hai trăm năm mươi một ok uh, thì thì quý vị sẽ đủ điều kiện để mà lãnh 350 đồng bonus này và mở tài khoản này á là tuy uh, 360 checking account quý vị nha và Ngọc làm video chia sẻ cụ thể về cái cách mở và chi tiết rồi thì quý vị nếu như quý vị chưa mở tài khoản thì bây giờ đã chậm rồi tại vì cái này hồi đó họ nói là họ cho đến ngày 1 ngày 9 tháng 1 năm sau lận nhưng mà bây giờ họ cắt. Họ nói rằng là đã kết thúc vào ngày 30 tháng 10 rồi. Nếu như mà anh chị đã mở tài khoản rồi thì Ngọc xin nhắc một chút xíu và Ngọc xin đưa cái màn hình lên để chứng minh rằng gel work nhưng mà Ngọc không dám đảm bảo chắc chắn 100%. Ngọc chỉ nói rằng trường hợp của má Ngọc tại vì mới qua Mỹ chưa có tài khoản ở Capital One thì Ngọc mở. Ban đầu là Ngọc mở ở United Bank. Ok và có tiền ở trong đó và mở Capital One account. Thì khi mà Ngọc mở Capital One account rồi á thì Ngọc dùng gel Ngọc chuyển cái tiền của má từ United Bank một lần hai trăm rưỡi ha gieo nha quý vị nha gieo rồi lần nữa là Ngọc gieo hai trăm năm mươi một đồng ok lúc đầu Ngọc mở thì Ngọc gieo nó không có không có qua nó trục trặc sao á Khi Ngọc nói thôi bây giờ thử lại lần nữa thì Ngọc để gần đến giờ chót luôn á thì Ngọc mở ha gần gần tới 75 ngày rồi thì thì Ngọc mới gieo qua thử lần nữa thì nó được thì ngoài gieo ra thì quý vị có thể là nói với chủ họ chuyển trực tiếp tiền lương của mình vào hoặc là tiền hưu hoặc là tiền nhà tiền bệnh tiền mà quý vị lãnh từ chính phủ đối quý vị. đó thì quý vị bỏ thẳng vào cái tài khoản Capital One cũng được quý vị nha thì nếu như mà quý vị đã nhận được tiền rồi có thể comment cho ngọc biết để ngọc uh, có thể vui giúp quý vị vui chung quý vị hoặc là quý vị nào mà chưa thì nếu như mà ngọc biết họ 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 có thêm cái chương trình này họ hàng ngày á thì ngọc sẽ thông báo cho quý vị có thể là một cái 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 thông báo nhỏ nhỏ thôi chứ ngọc không có làm video quý vị nha rồi thì má ngọc cũng rất là mừng khi mà nhận được cái tiền ba trăm rưỡi này tại vì mới qua Mỹ thì đâu có tiền à, à, gì tiêu xài gì nhiều đâu cho nên là ba trăm rưỡi là một cái số tiền cũng khá là là lớn để mà mua sắm À, tiêu dùng có thể là mua bánh kẹo về Việt Nam chẳng hạn đó thì đó là cái số tiền của má Ngọc đó của, của, dành riêng đó thì uh, Ngọc xin uh, update như vậy và bây giờ quay trở lại với cái phần mà 40 đồng đối với vị thì quý vị vào cái trang của Rakuten và Ngọc sẽ để cái đường lên cái đường lên này nè quý vị đường lên này Ngọc sẽ để trong cái phần mô tả hoặc là cái phần bình luận đầu tiên đó quý vị vào cái đường link đó quý vị tạo tài khoản thì trong cái màn hình này quý vị thấy rằng đây là cái tài khoản của Ngọc và cái số tiền mà Ngọc tiết kiệm được là 5.949 đồng gần 6.000 Ngọc mở tài khoản từ tháng 5 ngày 18 năm 2011 và tới bây giờ thì Ngọc cũng đã tích lũy thành đại tích tiểu thành đại ha thì cũng được ha. thì trong cái, cái những lần vừa rồi thì Ngọc ít mua sắm, ok, dạo này Ngọc cũng co cụm ít mua sắm hơn thì được ít cashback nhưng mà chuẩn bị sắp tới cái ngày lễ Thanksgiving Black Friday và holiday shopping thì bắt đầu là mua sắm trở lại ha, thì quý vị thấy rằng á là để mà được 40 đồng trên một người đó quý vị, À thì quý vị phải là người mở tài khoản đầu tiên Hồi giờ quý vị chưa có tài khoản ở Rakuten Nếu quý vị có rồi thì quý vị cứ vào mua sắm để mình được cái phần cashback Còn nếu như quý vị chưa có thì quý vị vừa có thể được 40 đồng Cho là người thành viên mới đó Và cộng thêm đó là quý vị có thể là được cái phần cashback Có thể 10, 15, có thể 2, 3, trăm tùy theo cái thời gian quý vị nha từ theo cái ngày mà quý vị shop cho nên mình canh cái nào được lợi cho mình thì mình vào mình mua thì bước đầu tiên đó quý vị à, vào cái đường link mà ngọc để vô cái phần mô tả và bình luận á thì quý vị bấm vào đó tạo tài khoản và phải tạo tài khoản chậm nhất là ngày 30 tháng 11, quý vậy nha. thì bây giờ mình tạo tài khoản để mình mua sắm mình được cashback chứ chờ á, thì nhiều khi mình sẽ bỏ qua cái cơ hội cashback 10-15, 20%. đó, cho nên là khi mà xem video này thì quý vị tạo tài khoản liền, đó quý vị. mình chỉ cần cái địa chỉ email address của mình thôi. sau đó thì mình bấm join hoặc là quý quý vị làm trên máy laptop, uh, computer hoặc là quý vị tải cái app về quý vị làm quý vị nha rất là nhanh dễ và sau khi quý vị tạo tài khoản rồi đó thì quý vị phải làm cái bước thứ hai nếu như quý vị không làm bước thứ hai thì quý vị không đủ điều kiện để mà lãnh bốn chục đồng bước thứ hai á là trong vòng 90 ngày kể từ quý vị mở tài khoản thì quý vị phải mua sắm ít nhất là 40 đồng. Người ta gọi là qualifying purchases. Quý vị có thể mua một lần hoặc là mua nhiều lần Ha, quý vị phải mua ít nhất một cái đơn hàng là 40 đồng trở lên trong vòng 90 ngày kể từ ngày quý vị mở tài khoản thì quý vị sẽ đủ điều kiện khi mà quý vị đủ điều kiện rồi á thì quý vị chờ trong vòng 60 ngày thì quý vị sẽ thấy có 40 đồng trong cái tài khoản Rakuten của mình thì khi mà có tài khoản rồi thì quý vị đợi theo cái cái quý họ họ có cái định kỳ họ mới gửi ra một cái check chứ không phải là mình được tiền liền đúng không quý vị nha còn nếu như quý vị mua 40 đồng mà quý vị return hoặc trả trả hàng lại á, thì có thể là quý vị sẽ không đủ điều kiện cho nên là cái à, cái lần đầu tiên á, ví dụ mình mua cái gì mình mua chắc ăn đó cái, ví dụ như đơn hàng đó 100 đồng 200 đồng gì đó à, thì thì ít nhất mình có trả hàng lại thì mình vẫn còn được 40 đồng trong đó, ha vì ha, thì mình mới được 40 đồng cái tiền sign up bonus cho những ai hồi giờ chưa có tài khoản tại Rakuten thì Ngọc sẽ đưa cái video này cho má Ngọc và à, nói má Ngọc tự làm, thường thường là Ngọc làm cho má Ngọc hết, thì bây giờ Ngọc nói má là má ơi, má vô má coi cái video đó đi, rồi má làm theo cái hướng dẫn như vậy để thử má làm được hay không tại vì nhiều khi má nói trời má có rành đâu đó nhưng mà dễ lắm có cái địa chỉ email là làm được nhanh gọn lẹ. để thử má Ngọc có tự tin làm không nha. thì um, như lúc nãy Ngọc nói đó nếu như quý vị xài laptop, xài computer cũng được hoặc là xài trên trên phone nhưng mà không có app cũng được hoặc là mình tải app về. nếu như quý vị shop in store thì họ sẽ uh, yêu cầu mình là uh, Add cái 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 cái, cái uh, chương trình cashback đó vào ha hoặc là quý vị phải uh, nhập cái credit card của mình vào Thường thường là Ngọc chỉ shop online thôi In -store Ngọc không có dùng Rakuten Cho nên là Ngọc không có biết rõ lắm Ngọc chưa có thực hành bao giờ Thì nếu anh chị nào mà thực hành rồi thì chia sẻ Hoặc là quý vị có thể thử quý vị nha In -store vẫn được cashback Và shop online thì được cashback Thường thường là Ngọc shop online nhiều hơn Mình shop online xong rồi mình nói là in store pick up ha. Thường thường Ngọc sẽ Ví dụ đơn giản đi chợ Target họ chỉ cho một phần trăm thôi nhưng mà Ngọc sẽ tiết kiệm được cái thời gian Ngọc vào Ngọc shop online chọn cái món hàng mình muốn mua xong rồi Ngọc được một phần trăm cashback ha rồi Ngọc tới cái 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 chợ Target Ngọc pick up Ngọc đem về thôi Ngọc không có đi tại vì thường thường đi vô là thế nào ra cũng là mấy món nữa chứ không phải là chỉ vô những cái món mình cần thôi cho nên là shop online vừa tiết kiệm thời gian mà vừa tiết kiệm không có tha về những cái thứ mà mình không có cần thiết lắm quý vị ha thì đó là cái điều đi chợ Costco cũng vậy quý vị vào trong cái list mình mua chỉ có hai ba món thôi và vào là cũng cũng rinh về những cái món cho nên là cái tiền bill nó trả hơi bị cao đó thì quý vị thấy nè cái phần trăm cashback ví dụ như bây giờ hiện giờ là children place đó, thì hai phần trăm navy hai phần trăm thôi đó, nhưng mà có thể là ngày mai, ngày có thể là ngày nay, cái này là Ngọc làm tối hôm qua, có thể ngày nay, ngày mai, ngày mốt hoặc những ngày tới, Old Navy sẽ là 10%, Children Place sẽ là 10% chẳng hạn. Ví dụ như Macy bình thường họ cho có 2% cashback thôi, nhưng mà mùa lễ họ cho tới 10%. Đó, MAC cho có 3% bình thường thôi nhưng mà mùa lễ họ nhân cấp 3 lên cho tới 9% chẳng hạn, nếu như quý vị mua makeup ở đây. Đó, rồi những cái chợ khác Ngọc ví dụ clinic thì bình thường là hai phần trăm thôi nhưng mỗi những cái năm trước black friday thanksgiving họ cho lên tới 15 phần trăm hai phần trăm gì đó nói chung là nhiều lắm chứ không phải là sáu phần như ngày hôm qua đâu quý vị finish line quý vị mua lows cũng vậy nè mua quà tặng cho chồng chẳng hạn mua thu rồi quý vị shop disney đó adidas mua giày nè đó thì những cái store nào mà quý vị mua đó, quý vị vào cái search engine, quý vị bấm cái tên của cái store đó vào, ok. Thì quý vị sẽ sẽ nó hiện ra bao nhiêu phần trăm. Mỗi lần mua sắm online, quý vị hãy vào cái trang Tracktion, ok. Và quý vị bấm cái địa chỉ cái store mình vào, ví dụ như quý vị Shop ở o Navy hoặc là Macy thì bấm cái Macy vào đây. Rồi khi mà quý vị chọn xong rồi thì nó sẽ hiện ra, ôi okay, hiện giờ Macy có những cái coupon nào, rồi người ta sẽ báo, uh, nếu như mà quý vị mua cái đơn hàng này thì quý vị sẽ được là bao nhiêu cái phần tiền cashback chẳng hạn, thì người ta sẽ hiện lên để mình chọn, nói chung là rất là tiện và um, tiết kiệm được khá là nhiều ví dụ bản thân ngọc ngọc để dành như vậy à, có thể là ít 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 mỗi lần nhưng mà ngọc cũng để dành được và có thể là mình mua vé để đi vacation hoặc là uh, muốn này muốn nọ rất là tiện ha ví dụ như ở đây ngọc thấy là in store thì người ta sẽ bắt mình là link cái offer vào đó thì follow uh, design thì ngọc hay mua đồ trang trí nhà cửa ở đây nó 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 cũng đẹp đẹp giống như gì đó quý vị um, thì Ngọc mua ở đây online hiện giờ 2% thôi nhưng mà có thể là ngày mai ngày mốt nó sẽ nhiều in -store, dạo dạo in -store thì mình lấy cái link cái offer vào Ngọc không có dùng in -store, cho nên là Ngọc không có rảnh lắm quý vị nha và Ngọc xin chúc quý vị một happy Thanksgiving chúc quý vị có một ngày lễ tạ ơn thật là vui vẻ bên bạn bè người thân gia đình của mình và cảm ơn quý vị luôn luôn đồng hành và À, tiếp tục theo dõi kênh mặc dù là gần đây Ngọc không có làm nhiều video à, tại vì Ngọc bây giờ Ngọc chuyển qua tập trung cho cái à, business về địa ốc của mình à, cho nên nếu như quý vị có những cái à, Ngọc License in Virginia như vị có những cái câu hỏi gì về nhà cửa địa ốc mà à, mua bán thuê cho thuê ở Virginia thì quý vị có thể liên lạc với Ngọc Ha? À, Ngọc sẽ để số điện thoại trong cái phần comment đầu tiên để quý vị có thể tiện liên lạc, nhắn hoặc là gọi hoặc là email cho Ngọc cũng được. Hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tiếp theo. Xin chào thưa quý vị, bye bye nào.